Tạp chí National Geographic của Mỹ ca ngợi chùa Trấn Quốc có lịch sử lâu đời với tuổi đời hơn 1.500 năm, mang vẻ đẹp cổ kính hài hòa cùng tổng thể kiến trúc đặc sắc. Nhìn từ xa như đóa hoa sen đang nở, nơi đây là trung tâm Phật giáo của Thăng Long thời kỳ Lý Trần, được xây dựng trên gò Kim Ngưu ở Hồ Tây. Đây không phải là lần đầu tiên chùa Trấn Quốc được bình chọn. Trước đó, ngôi chùa cũng được trang web du lịch của Anh bình chọn là một trong 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Hiện nay, ngôi chùa là điểm đến du lịch tâm linh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái và hành lễ.